Quan. Ờ quan, quan trong trong lên trong lên trong lên. Mau mình. Trong ơi, trong ơi. Hello anh em, nay mình có chân bên nhưng mà chân mình đau rồi, mình chấn thương nặng rồi mình không đá được. Nay lên coi mấy anh em GNB và Kim Messi đá chân bên hôm nay ha. Mình đang ở sân bóng đá Cao đẳng Lý Tự Trọng. Cao đẳng Lý Tự Trọng. Anh Lâm Rô Béo. Hello. Linh. Hải Phương. Hiếu Cà Mau. Ở lộn, Hiếu nhỏ Cà Mau. Và hôm nay là sẽ giao cái máy này cho Kim Messi đeo. Mình cũng sẽ cho anh em xem highlight trận này và góc POV của Kim Messi. Mọi người cùng chờ xem nha. Hình như anh Lâm mới mua cái live cam. Đúng không? Đúng. Bữa rồi. Sau cho em mượn em quay clip được không? Được. Dạ. Yeah. Chưa kịp khai trương. Chưa kịp khai trương hả? Bữa sau khai trương. Ê, Khoa, thủ môn Khoa mập. Giờ hết mập rồi. Giờ ổn nhôm. Minh Lưng. Yeah. Minh Lưng cần ký. Đức 3D. Rồi. Tiền nhân của Thanh 3D, đây là Đức 3D. Và ủa, đội bạn là giờ anh đâu? Đội bạn là Nguyễn Văn Trung FC. À là của ca, ủa lộn, của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Ồ. Hôm nay mà áo biết thì sao? Đội bạn hình như là gấp đôi đội mình luôn. Ờ, đội mình đi đếm được bao nhiêu người ta? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 người. Bên mình là 9 người. 9 người hả? Bên kia gấp đôi. 15, 16 người á. Bên kia phải 15, 16 người hả? Ghê hả? Kinh khủng. Ok ha, mọi người cùng xem nha. Nói chung là cho anh em cũng xem mình đá banh chung với GNB Du Tịch này nhiều rồi đúng không nào? Không xa lạ gì nữa, đó là đội của anh Lâm Rô Béo lập ra để đá cố định hàng tuần thôi. Đội thì đa số là các anh em sinh viên từ Cà Mau lên Sài Gòn sinh sống và học tập. Chỉ có đâm ban riêng mình, ông Kim Messi, Khoa Hà Giáo kiểu như bạn bè lâu năm với Lâm lên đá chung. Trận này GNB đóng vai trò đội khách mời được rủ đến đá giao lưu với lại đội chủ nhà bên kia là FC Nguyễn Văn Trung. Và sẽ đá 3 đội, một hồng, một vàng và một trắng, ghi 2 bàn là ra và thời gian tối đa là 10 phút. Thật ra là đợt này mình bị chấn thương cũng khá là nặng và khoảng thời gian mình trở lại bóng đá cũng khá là dài. Và mình chắc mình cũng sẽ quay một cái video để kể về cái hành trình trở lại bóng đá của mình. Tại vì để đợt này muốn trở lại bóng đá thì cũng là gian nan và khó khăn và mất nhiều thời gian đó. Và tốn rất là nhiều tiền của nữa. Ok, thì trong khoảng thời gian mình không thể đá bóng thì ok, anh em có thể xem BV và cái trận banh của mình quay với các cầu thủ khác. Chẳng hạn như xem đội GNB mình đá nè, hoặc là xem BOV của Kim Messi nè, hoặc là BOV của Đức Ronaldo, hoặc sau này là Đinh Thành, hoặc là Kiên Haya. Sắp tới mình sẽ khai thác nhiều hơn về vấn đề đó nha. Thì hy vọng là mình sẽ sớm trở lại sớm nhất có thể. À, anh em ơi, thì vẫn cần rất nhiều sự hỗ trợ đến từ tất cả mọi người về chi phí phẫu thuật. Cả nhà có thể hỗ trợ mình bằng cách donate vào số tài khoản mình để trong phần mô tả nha. Hoặc mua các sản phẩm phục vụ cho bóng đá như vớ, kim đáo xuất, áo thun di chuyển. Các sản phẩm đó mình cũng để link dưới phần mô tả luôn. Và cảm ơn cả nhà rất nhiều nè. Hỗ trợ, hỗ trợ, hỗ trợ. Lấy luôn chứ, một bên. Ok. Đâu, ê, sau lưng, đá dễ, đá dễ. Đừng đá gần quá, đừng đá gần quá. Tách lên Đức. Vừa kêu là đừng đá gần quá, thế là ba ông báo cục. Chuyển. Từ chim, màu giữa cái lên ơi, quay được, quay được. Sau lưng.
Ok. Nghe nè, lên ơi, đất, đất, chạy đường giữa nhiều vô. Đây là bàn thắng của Minh Luân, pha không chơi bóng hơi dư một tí nhưng cũng vô tình làm gãy cầu thủ đội bạn. Cú dứt điểm thì cũng không quá hiểm, nhưng cự ly dứt điểm thì cũng tương đối gần nên gôn không kịp phản xạ. Có thể thấy là tuyến giữa của đội bạn đã để lại khoảng trống quá thoải mái cho các cầu thủ đội áo hồng phối hợp và ghi bàn. Anh em thấy hay thì nhớ like đăng ký kênh nhé. Rồi đứng lại luôn lên, đủ rồi. Rồi lưng qua, lưng qua. Khép về cho em, khép về cho em. Theo luôn lên, theo lên. Rồi từ từ từ. Ok Đức, ok Đức. Đức ra luôn, Đức. Ngoài luôn, ngoài luôn, ngoài luôn, anh trong. Đứng lại, đứng lại. Lên, lên, lên. Ok, ok luôn. Ấy. Sao lưng. Khi Messi thì không hiểu vì sao mà bị phạt. Còn theo mình thì chắc là do lỗi đạp gầm của Minh Luân với cầu thủ đội bạn. Sao đó, sao lên, sao lên, sao lên. Sao lên. Ở đây quên. Cao lên, cao lên. Chị sớm lên ơi. Chị sớm lên. Chống gì sớm lên ơi. Rồi rồi, bàn thắng của anh Lâm Rô Béo đến từ pha chập khe của Kim Messi, một pha xử lý dứt điểm cũng khá gọn gàng từ anh Lâm. Chúng ta có thể thấy là không có ai theo kè anh Lâm trong tình huống này cả. Người duy nhất có mặt để chia cản đó là thủ môn đội bạn, nhưng cũng không thể làm gì được hơn ngoài việc là vào lưới nhặt bóng. Anh em thấy hay thì nhớ like đăng ký kênh nhé. Ném luôn em, ném luôn em. Cao xíu, quay được, quay được, quay được, quay lên được, quay lên được. Đi đá dễ, đá dễ, đá ngay sau lưng. Cắt chim. Anh đá cho, anh đá cho, anh đá cho, lên, lên, lên. Từ lên, từ lên. Đẩy lên, đẩy lên, đẩy lên. Chồng ơi, chồng ơi. Cú đá phạt rất tốt, tuy nhiên bóng lại tìm đến ngay sàn ngang. Giữ, giữ, lên, lên, lên. Ok, đây, đây. Kia, kia, kia. Lưng lưng, chạy xuống luôn, thả xuống là trâu xuống luôn, đừng có đứng đợi. Đứng dậy giữ cái là quầy vốn. Rồi anh, anh. Thả, thả sớm. Đã thông sức quá. Sao nha. Mấy ông này còn trẻ khỏe nên chạy dữ thiệt. Ôi da. Ôi. Pha này mà anh Lâm dứt điểm một chạm thì vào rồi. Ôi. Rồi, một mình, một mình. Sao lưng, sao lưng, sao lưng. Hả? Dễ, 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 dễ. À!
Chuyện cái chạy đó thôi, ta về lắm rồi. Trong đội nhiều tay đua F1 quá. Quan. Má nhẹ quá vậy. Cái bầu ơi. Ù. Phạt xuống á, phạt lên. Rồi lên nhóm lên, Linh Dư rồi, Linh Dư rồi. Rồi lên nhóm, đúng rồi. Đức phải nha. Khép trước rồi Đức, thấy người Đức, cố lên rồi Đức. Ờ của anh xong, trong lên. Ông anh. Sao? Sao lưng. Rồi mình đã. Ê. Tao bầu ơi. Các cầu thủ áo vàng đã bị hút hoàn toàn sang phía cánh phải nên Lâm Rô Béo đang cầm bóng và hoàn toàn không có ai quan sát, và theo kèm Thiện Đức đang lao bên ở phía cánh trái. Đường chuyền ngang của anh Lâm cũng không hẳn là tốt nhưng cũng vừa đủ trên đà băng lên dứt điểm của Thiện Đức. Anh em thấy hay thì nhớ like đăng ký kênh nhé. Rồi lên đứng cho đây của anh rồi. Bước lên. Đây của anh. Rồi theo lưng, đúng rồi lưng. Rồi đó, cô lên đó. Theo Đức. Chơi biên. Rồi hết, Khoa ơi. Ok, an toàn. Liên tiếp là hai bàn thắng đến từ Thiện Đức. Có vẻ như các cầu thủ áo vàng không đủ sức để dí theo Thiện Đức trong tình huống này. Bước qua Đức, ừ. Chưa đúng quan. Định lấy cái đầu rồi. Đứng lại chị em. Rồi đất, ok. Ý, đừng đá đại. Rồi, qua đi em. Lấy. Quay được. Ừ. Trong đội này toàn những cỗ máy đua F1 không trời. Hết Thiện Đức rồi đến Hải Phương. Chạy kìa. Ném luôn. Quay. Ê. Sáng lên. Quay sáng lên. Hết, chạy tới. Ây da. Mau rồi. Phô lên rồi. Một pha bắn chim của Kim Messi. Bung lên. Chim lồi. Rồi đủ rồi đó, một. Lại, sau lưng. Hả? Ừ. Lên chim. Sau lưng nha. Hả đi, chuyền đi. Lắc hoài á. Sao? Ơi.
Anh em thấy hay thì nhớ like đăng ký kênh nhé. Cú dứt điểm quá tốt của Hiếu Nhỏ Cà Mau, bóng ghim thẳng vào ngay góc A, thủng bó tay. Còn em ấy thì không tin là mình có một cú sút bá cháy đến thế. Tấn. Ôi, rồi, rồi, lật rồi. Lật không? Lật không? Đổi luôn đi, đổi luôn đi. Chị em ơi, đổi luôn đi, đổi luôn đi, đổi luôn đi. Đó chơi mà. Đổi luôn đi. Thiện Đức vừa có một pha lật sơ mi khá là nguy hiểm. Hay dạ. Nhưng đứng lên và đi được thì mình thấy chắc cũng là ổn rồi đó. May quá. Đã đi, đã đi, đã đi. Xà lưng. Hey, 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 hey. Đá. Má anh gần rồi không đá Tấn. Thôi. Đá lên anh. Anh đá được luôn á. Anh đá được luôn á. Em đá được luôn anh Long. Ok ok, qua rồi qua rồi, vô trong xíu lan rồi. Ok anh, ok anh. Dạy Tấn, dạy Tấn, dạy Tấn. Bỏ đi. Sao sao hả? Từ từ chắc nhanh. Ui giữ chơi luôn. Anh đã không gấp chuyện, nó cứ suốt vào cái này. Trời ơi. Ây chà, quá anh vào không có nhảy được. Nhìn lên Tấn, nhìn lên. Không được, đá lại đây. Chém. Anh Lâm đá luôn anh Lâm. Ừ. Anh Lâm từng bị đứt dây chằng chéo trước cách đây hơn một năm rồi. Nay được trở lại sân đá bóng và ghi bàn là điều hết sức tuyệt vời. Chúc cho anh sẽ càng có thêm nhiều bàn thắng nữa nhé. Thôi, tao tạo với em một anh, một anh. Ồ. Oh. Lùi cho em, lùi cho em. Hết, hết. Trời ơi, vậy là hụt mất hết chết rồi anh Lâm ơi. Bỏ, bỏ cho anh, bỏ cho anh. Đấy, đấy. Rồi. Cứ chạy đi là có à. Không biết ông Hải Phương này đá banh hay đi giật đồ nữa. Chạy như này rồi sao đội bạn theo kịp ta. Nói vui thôi nha, đội bạn hơi yếu thuật nên ổng có tốc độ thì ổng chạy cắm mặt vậy thôi nè. Mà anh bạn giày cam tỏ ra bất lực trước việc theo kèm Hải Phương nhỉ. Để cho thoải mái chạy, thoải mái dựng bóng và thoải mái dứt điểm luôn. Anh em thấy hay thì nhớ like đăng ký kênh nhé. Thôi khép khép. Rồi Tấn giải Tấn sao lớn chị em, chị em. Ok lên, cây lên, cây lên, nhanh. Ý nhẹ quá vậy. Sao lưng. Trời ơi. Sao lưng nha, sao lưng nha. Ơi. Cắt.
Sao? Sao? Hiếu ơi. Anh Lâm giữ được mà. Quay. Hai. Thêm một cú dứt điểm kỹ thuật nữa của Hiếu Cà Mau, nhưng lần này thủ môn đã rất xuất sắc. Nhắm đi, nhắm đi, nhắm đi, nhắm qua đi. Ta thấy rồi kìa, nó tao vượt qua, lên 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 lên, ừ đúng rồi. Cắt, cắt. Cú đá phạt góc trúng ngay gột dọc. Nhẹ quá vậy. Gịch quá. Đi lên 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 đi. Quay, xả lưng xả lưng. Sớm 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 sớm, chiếm được. Ok. Sao? Rồi này giữ thì có mướn Van Đài về đá nữa. Y chang Van Đài luôn, cao to. Cũng tốt. Đâu. Quá. Lắm. Hiếu lại lên ơi. Thêm một bàn thắng nữa của Hải Phương, một cú dứt điểm cận thành cực mạnh. Thủ môn không có cơ hội cản phá. Thôi thôi đi chừng sâu rồi đừng có ráng. Cú cửa lòng rất tốt của cầu thủ số 8 và đây cũng là bàn thắng duy nhất của đội bạn trong trận thi đấu này. Ê, xuống, xuống. Ê, Hiếu ơi. Ta me, ta me. Ok, giữ được. Ok, ok. Lên, lên. Hỗ trợ, hỗ trợ. Sao? Sao? Quay. Khó vậy. Thả có biên, thả biên. Rồi qua anh Hiếu, qua anh Hiếu. Rồi lại, lại qua, sau lưng à. Anh chị em ơi, đi Hiếu, đi Hiếu, đi Hiếu. Sao, sao. Ê. Ui da. Đưa cái đầu vô ghê quá. Bỏ đi chị em, phải đó, bỏ đi chị em. Cãi, cãi. Sao? Ôi. Hên hên hên. Đá 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 từ từ thôi, đừng có một một chạm, còn xa cứ giữ đá. Con nào còn nhanh nhanh thả cái đi lên. Thả cái đi lên được. 2-1. Đi hoài thằng biết. Trời ơi. Ôi.
Và cuối cùng thì anh Lâm Rô Béo cũng đã có hat-trick trong trận đấu này. Anh em thấy hay thì nhớ like đăng ký kênh nhé. Cô Hiếu, cô Hiếu. Rồi, cô Lân. Chơi giữa Lân, chơi giữa. Ừ. Xích qua xíu ngồi. Xa Lân nha. Khép lưng. Ok, lên, kê lên. Hồ qua đi thôi. Chim á, có chim á, trong của anh. Ơi, ok. Chuyển, đúng rồi. Nhóm tới rồi, cắt vô, nhóm tới rồi, cắt vô. Wow. Ôi. Má thấy rồi, không thấy rồi. Chén, chén. Ôi, ôi. À, cú đánh đầu kỹ thuật của anh Lâm Rô Béo, tuy nhiên bóng lại đi không chính xác. Hết được rồi, hết được rồi. Lấy thôi, ok. Chuẩn nha, hơi méo rồi đó. Bắt chạy là méo rồi đó. Lại em, lại em, lại em, lại em. Sao, sao? Hai người luôn. Yay, yay. Chế biên. Phương, ê, ê. Ngon quá. Rồi đổ, đổ, đổ. Ba Hiếu, ba Hiếu, anh lót. Xa lưng. Ê, lấy lên xa lưng. Ok. Hỗ trợ, hỗ trợ, đúng rồi. Chống một mình, quan sát, quan sát. Đúng rồi, chứ gì ngồi xuống. Anh em thấy hay thì nhớ like đăng ký kênh nhé. Không có, mong ngồi xuống trước rồi. Chưa dọn vô xuống vậy rồi. Không xô, không xô, không xô lên, không xô lên, chạy theo ảnh thôi. Sao, sao, sao? Rồi. Ui. Trời. Còn thêm, còn thêm. Ra cái thêm, phải luôn. Ê, từ từ, từ từ. Sao? Và đó là bàn thắng của Hiếu Nhỏ Cà Mau, một pha sâu hán thủ môn. Sau bàn thắng đó thì anh em đá tiếp, còn Kim Messi ra nghỉ. Sao nãy giờ đeo camera thấy sao? Nhức đầu.
cảm giác như là nhức đầu mà thôi. Kỳ vậy? À, khó chịu lắm mấy bạn, không có dễ mang theo ra, bạn tưởng vậy đó hả? Khó gì thôi. Ủa em mang bình thường mà anh sao ta? Thi là chắc là tinh thần thép lắm á, đeo đá. À, mình quên có mấy pha một chút xíu nữa là mình đội đầu luôn. Mình né liền. À, thôi hỏi vụ camera chi vậy mất công, hỏi trận này đá ok không? Nãy giờ đá thấy tự mình đá thấy sao? Ok, đội bạn cũng không phải là mạnh lắm. Đội bạn hình như là tính chất là dân phòng. Thật ra cũng dễ thở với Messi đúng không? Dễ thở. Không rồi, lâu lâu mà nghỉ bữa giờ cũng nhiều các bạn. Nay đá lại thì kèo vậy là đúng nè, đúng vừa. Không quá sức, không quá sức. Tối vậy không bị rim mình. Không bị gồng, không phải gồng mình lên đá đúng không? Đá thì tối mai. Anh em thích thì nhớ comment. Có ủng hộ không thì comment nhiều vô. Không Messi thì comment tên ông nào đó cũng được, mình đi kiếm ổng, mình gắn camera lên mặt ổng cho ở trên đầu ổng để trong đá nha. Có gì cứ comment. Okay. Rồi mấy anh em GMB hôm nay đá ok chứ hả? Gặp đối thủ mềm nên thành ra đá quạt quá bạn, gặp đội yếu quá, gặp mấy cầu trong phòng á, cây như chim Hải Phương nè. Rồi Đức 3D nè. Lũi không à. Không có phối hợp giữa đi hoài luôn. Đi không à. Canh me đi hoài nãy giờ ngẩn hoài nhìn ghiền quá trời không được đá mà thấy mấy ông chạy ghê quá. Kèo này mà gặp Thi đang 100% sức là Thi cũng quần ghê lắm các bạn. Bây giờ nói chứ sau này chắc không chạy nổi giống vậy đâu. Rồi, vậy nha. Anh em thấy hay thì nhớ like, đăng ký kênh của T-Restyle và đón chờ các video clip mình trong thời gian sắp tới. Sẽ là một khoảng thời gian dài, anh em sẽ không được thấy mình đá nhưng mà sẽ thấy mình nói chuyện rất là nhiều ở đây và người khác sẽ đá thay mình. Kênh mình mà, nhưng mà không quan trọng, ai tài năng là sẽ xuất hiện trên kênh của T-Restyle Soccer. Anh em cùng chờ xem nha, nhớ like, đăng ký kênh nha. Và mình là Phạm Thi, xin chào, gặp lại, bye bye.